Cặp đôi ông cháu từng gây sốt mạng xã hội đã kết hôn và sắp có em bé. Mới đây, nhiều trang tin Đài Loan đã tiết lộ cặp đôi đã bí mật đăng ký kết hôn và sắp chào đón đứa con đầu lòng. Thời gian vừa qua, khắp các diễn đàn mạng xã hội bàn tán xôn xao về mối tình ông cháu của một cặp đôi người Đài Loan, Lý Khôn Thành 59 tuổi và Lam Tĩnh Ân 20 tuổi. Nguyên nhân khiến cặp đôi thu hút sự chú ý không chỉ vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, mà còn vì nhạc sĩ Lý Khôn Thành từng bị dân mạng vạch trần đã phản bội người yêu cũ kém mình 20 tuổi, đang đau ốm trên giường bệnh để đến với tình trẻ kém mình gần 40 tuổi, vẫn còn đang là nữ sinh đại học. Sự việc đã khiến cặp đôi ông cháu này bị ném đá không thương tiếc và được coi là một trong những cặp đôi bị ghét nhất mạng xã hội. Tuy nhiên, bất chấp áp lực dư luận, mới đây, nhiều trang tin Đài Loan đã tiết lộ cặp đôi bí mật kết hôn vào ngày 4 tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, một phần là do Lam Tĩnh Ân đã mang thai được 2 tháng, phần nữa xuất phát từ việc cả hai muốn chứng minh cho dư luận thấy rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác. Ngay sau khi tin tức được chia sẻ rộng rãi, netizen xứ Đài không khỏi dậy sóng. Nhiều người liên tục khủng bố trang cá nhân của cặp đôi với những lời lẽ hết sức khó nghe. Trước những hành động này, Lý Khôn Thành đã viết một bức tâm thư đáp trả cộng đồng mạng, đính chính rằng thông tin có em bé đăng tải trên mạng là bịa đặt và vô căn cứ. Cụ thể, nhạc sĩ 59 tuổi viết, do báo chí đăng tin sai lệch khiến mọi người hiểu nhầm, cũng ảnh hưởng đến hôn lễ của chúng tôi. Vì thế, nên tôi sẽ không công bố chuyện đăng ký kết hôn, tôi sẽ đưa cô ấy Lam Tĩnh Ân đi đây đó để thư giãn, có thời gian bình tâm trở lại. Cô ấy chỉ muốn cùng tôi sống cuộc sống như những người bình thường, thậm chí ghét việc tôi là người nổi tiếng. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, không màng danh lợi hay bất cứ thứ gì khác. Thử hỏi các vị, thời buổi bây giờ tìm được hạnh phúc khó khăn thế nào? Có thể bên nhau 1 năm, 5 năm, 10 năm hay cả đời đều là điều may mắn. Cô ấy luôn mong muốn tìm được một người thật lòng với cô ấy, luôn hướng về cô ấy, bao dung cho những lỗi lầm của cô ấy. Chính vì vậy nên cô ấy đã chọn tôi. Cuối cùng, Lý Khôn Thành chia sẻ rằng ông mong muốn mọi người chúc phúc thay vì ném đá như hiện tại. Nếu những lời nói ác ý còn tiếp diễn, ông sẽ không ngần ngại nhờ pháp luật can thiệp.